Xin chào tất cả mọi người. Trong video này, mình sẽ nói về căn trễ, delay cho hệ thống loa. Thì khi chúng ta thiết kế, lắp đặt hệ thống loa, chúng ta thường phải tính đến cái việc đồng bộ tín hiệu âm thanh phát ra từ các cột loa ở các cái vị trí khác nhau theo chiều dài hoặc chiều cao. Chẳng hạn khi mà bạn bố trí dàn âm thanh trong một cái không gian rộng, thì chúng ta không thể bố trí âm thanh tập trung ở một cái khu vực gần sân khấu, mà chúng ta cần bố trí loa ở các vị trí khác nữa, gần với khán giả hơn. Và khi bố trí như vậy thì chúng ta cần phải tính đến việc đồng bộ tín hiệu giữa các cái cột loa ở các cái vị trí khác nhau đó. Điều đó thì chúng ta cần phải căn trễ, delay cho hệ thống loa. Để căn trễ, đồng bộ tín hiệu thì trong kỹ thuật âm thanh, chúng ta cần phải sử dụng một cái thiết bị làm trễ, làm chậm tín hiệu, gọi là thiết bị delay. Các bạn lưu ý, việc căn trễ delay không phải là chúng ta chỉnh delay hay reverb echo để chúng ta hát hò các bạn nhé. Việc chúng ta căn trễ delay nhằm mục đích là tạo ra âm thanh đồng đều ở mọi điểm trong không gian. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có hai cọc loa. Cọc loa thứ nhất chúng ta đặt sát mép sân khấu, và một cọc loa thứ hai chúng ta đặt cách cái cọc loa thứ nhất là 50m. Nếu chúng ta đưa tín hiệu từ bàn mixer vào công suất cho các cái cọc loa đó mà không can thiệp đến trễ, thì hai cọc loa này nó sẽ phát ra âm thanh gần như cùng một lúc. Như vậy thì sẽ làm cho người nghe cảm thấy là âm thanh bị trễ. Tại sao lại như vậy? Tại sao âm thanh lại bị trễ được? Thì các bạn có thể nhìn trên hình. Thì khi hai cái cột loa này nó phát ra âm thanh cùng một lúc, khán giả nào mà ngồi gần sân khấu thì sẽ không cảm thấy âm thanh bị delay vang dội lại, đúng không? Vì họ chỉ nghe được cái âm thanh từ cái cọc loa gần sân khấu. Nhưng đối với các khán giả mà ngồi trước cái cột loa thứ hai thì họ sẽ có cảm giác bị trễ, tiếng nhại khá là khó chịu, bởi vì là họ nghe âm thanh phát ra ở cột loa thứ hai rồi, bởi vì họ đứng gần cái cột loa thứ hai mà. Sau đó họ lại nghe tiếp cái âm thanh ở cột loa thứ nhất truyền tới với cùng một cái nội dung giống như ở cột loa thứ hai vừa phát. Theo đó thì họ có cảm thấy bị trễ, âm thanh bị nhại, đúng không? Chẳng hạn bạn nói alo, thì người ở cột loa thứ hai người ta sẽ nghe tiếng alo ở cột loa thứ hai trước, sau đó thì họ mới nghe được cái tiếng alo từ cột loa thứ nhất truyền tới. Do vậy thì sẽ cảm giác ra bị delay. Nguyên nhân của hiện tượng này đó là do cái vận tốc âm thanh lan truyền trong không khí. Vậy thì để cho khán giả ngồi ở cột loa thứ hai nghe âm thanh không bị trễ, không bị nhại, thì chúng ta cần phải căn trễ cho cái cọc loa thứ hai này. Thì việc chúng ta căn trễ cho cọc loa thứ hai mục đích là để chờ âm thanh ở cọc loa thứ nhất truyền tới, rồi sau đó cọc loa thứ hai nó mới phát cái nội dung giống như ở cọc loa thứ nhất. Lúc này thì khán giả sẽ không cảm thấy bị trễ, nhại nữa. Vậy chúng ta căn chỉnh delay như thế nào? Thì chúng ta có thể sử dụng vang số hoặc cốt số hoặc cái thiết bị có chức năng tạo delay để căn chỉnh trễ cho tín hiệu âm thanh trước khi đưa tín hiệu đó xuống cục đầy công suất và đưa ra hệ thống loa. Vậy chúng ta đặt cái thời gian delay như thế nào là chuẩn? Thì chúng ta có thể sử dụng công thức T trễ bằng L trên C. Trong đó T trễ là thời gian trễ, đơn vị tính là mili giây. L là khoảng cách giữa hai nguồn âm, hoặc là khoảng cách giữa hai cái cọc loa theo chiều dài hoặc chiều cao. C bằng 340 m/s. Đây chính là cái vận tốc âm thanh trong không khí. Quay trở lại với ví dụ hai cọc loa đặt cách nhau 50m, thì ta đặt cái thời gian trễ cho cái cọc loa thứ hai như sau: T trễ bằng 50 chia cho 340 và bằng 0,147 giây, và bằng 147 mili giây. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt thời gian delay cho cọc loa thứ hai là 147 mili giây. Các bạn có thể nhìn ở sơ đồ trên hình để hiểu rõ hơn. Tín hiệu từ bàn mixer chúng ta sẽ đưa vào một cái bộ tạo delay. Ở cột loa thứ nhất thì gần sân khấu chúng ta sẽ đặt trễ bằng 0, coi như chúng ta sẽ không đặt delay.
Còn cái cọc loa thứ hai thì chúng ta sẽ đặt delay là 147 mili giây. Nếu bạn có một cái cọc loa thứ ba đặt cách cọc loa thứ hai là 30 mét, có nghĩa là nó cách cọc loa thứ nhất là tổng là 80 mét, thì chúng ta sẽ tính thời gian trễ như sau: t trễ bằng l trên c, suy ra t trễ bằng 80 chia cho 340 và bằng 0,235 giây, và bằng 235 mili giây. Chúng ta có thể tính tương tự nếu các cái cọc loa đó đặt cách nhau với một cái khoảng cách nhất định theo chiều cao. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt thông số delay trên cốt số. Ở đây mình đang sử dụng cốt số DC8000 của Nova để cân trễ cho hệ thống loa. Thế cốt số này nó có 4 cái đầu vào input A, B, C, D. Nhưng hiện tại thì mình đang dùng input A và input B. Chúng ta cũng có thể đặt trễ cho 4 cái cổng input này bằng cách vào cover và chúng ta đặt thông số delay ở trong cái ô delay này. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đặt delay ở trong cái cổng input vì nó liên quan đến các cái đầu ra phân tần cho các cái hệ thống loa. Thì chúng ta nên đặt delay cho các cổng output. Thì từ output A và B này nó cho ra 8 cái cổng output ra, từ A1 đến A8. Thì hiện tại mình đang sử dụng là output 1 và output 2, mình sử dụng cho loa full và loa sub của cái cọc loa thứ nhất ở bên trái sân khấu. A3 và A4 mình sử dụng cho hệ thống loa full và loa sub bên phải sân khấu. Còn A5, A6 thì mình sử dụng cho loa full và loa sub ở cọc loa thứ hai bên trái, cách cọc loa thứ nhất ở cách sân khấu 50 mét. Còn A5, A6 thì mình sử dụng cho cọc loa thứ hai ở bên trái, cách cọc loa thứ nhất hay là cách sân khấu 50 mét. Còn A7, A8 thì mình sử dụng cho cọc loa thứ hai ở bên phải, cách cọc loa thứ nhất là 50 mét. Từ A1 đến A4 này vì là gần sân khấu, cạnh sân khấu, do vậy thì mình sẽ không đặt trễ. Mình đặt trễ ở đây là bằng 0. Đó, chúng ta đặt bằng 0 hết. Còn A5 đến A8 thì nó cách sân khấu 50 mét, chúng ta sẽ đặt trễ cho nó. Chúng ta gióng từ cái dòng cover ra A5, chúng ta nhấn vào thì nó sẽ ra một cái bảng để chúng ta thiết lập delay. Các bạn nhìn vào ô delay, chúng ta nhìn trong một cái ví dụ trước thì mình đã tính hai cái cọc loa cách nhau 50 mét là 147 mili giây, thì mình sẽ đặt 147 mili giây vào. Thì ở bên dưới nó sẽ tính cho chúng ta là 50,8 mét ở trong cái ô meter, nó chính là đơn vị mét đấy. Còn trong cái ô feet là 166,8 feet. Đó, tương tự như A6 thì chúng ta cũng sẽ đặt là 147 mili giây, A7 cũng vậy. A8. Thì tùy từng cái cốt số, vang số hay cái thiết bị delay thì nó có cái giao diện nó tương đối khác một chút. Tuy nhiên thì nó đều có một cái mục để chúng ta lựa chọn chỉnh delay. Thì chúng ta, thì khi mà chúng ta đặt delay là 147 mili giây, có nghĩa là cái cốt số này nó sẽ giữ lại cái tín hiệu ở 147 mili giây, sau đó nó mới đưa tới công suất. Còn những cái đường out mà chúng ta không đặt cái thông số mili giây này, chúng ta đặt 0 mili giây thì tín hiệu từ bản mixer đưa vào nó sẽ đưa ra công suất trực tiếp luôn. Còn chúng ta đặt 147 giây thì cái cốt số này nó sẽ giữ lại cái tín hiệu là 147 mili giây, sau đó nó mới đưa tới công suất.
Do vậy thì cái loa mà được đặt delay 147 mini dây thì nó sẽ phát ra âm thanh chậm hơn so với những chiếc loa chúng ta không đặt delay là 147 mini dây. Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn căn chỉnh trễ delay cho hệ thống loa. Hy vọng sẽ giúp các bạn căn chỉnh đồng bộ âm thanh dễ dàng. Hãy like, share, subscribe ủng hộ kênh ra các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!